Ok các bạn ơi, như những gì đã hứa, ngày hôm nay mình đã quay trở lại với trò chơi ký sinh trùng Venom các bạn ơi. Hiện tại mình đã biến đổi nó nên được hình con Venom rồi các bạn ơi. Đang trên tiến trình là biến thành con Venom đột biến này. Cảm ơn các bạn đã ấn like cái video đợt trước nha các bạn nha. Và bây giờ ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giữ lời hứa, mình sẽ biến đổi con ký sinh trùng này thành con Venom. Ok các bạn hãy xem nha. Nhưng mà ván đầu tiên này mình chưa chắc mình đã biến được đâu các bạn ơi. Mình sẽ cố gắng ăn hết những cái chấm màu đen này cho. Chỉ biến được thành con bọ cạp thôi, chưa biến được thành Venom các bạn nha. Được rồi, con bọ cạp này cũng đủ sức mạnh để đánh bay con Blue này rồi các bạn ạ. Ok, hôm nay sẽ biến thành Venom thật sự luôn. Các bạn hãy ấn like ủng hộ mình đấy nha. Nhớ đăng ký kênh đấy nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Được rồi, bây giờ mình nâng cấp tiếp lên. Sắp được cái tiến độ thành một con Venom tiếp theo rồi đấy. Lần này mình sẽ phải cố gắng biến nó thành con Venom mới được các bạn ạ. Lên nào, cố lên nào. Đây, đầu tiên chỉ làm một con bọ, một con ký sinh trùng thôi. Ôi, trước mặt mình lại là một con ký sinh trùng bé hơn. Bọ cạp khổng lồ. Lần này vẫn chưa biến thành Venom các bạn ơi. Hơi buồn đấy nha, hơi bực đấy nha các bạn ạ. Lúc nãy mình biến được mấy lần luôn, các bạn cứ theo dõi đi, xem hết video này đi, xem nào nhân BB có thể biến được thành Venom hay không. Nếu bạn nào chưa tin, còn bạn nào tin rồi thì cảm ơn các bạn rất nhiều. Được rồi, cố lên nào, Venom nâng cấp tiếp lên vẫn nữa nào anh em ơi. Cố lên nào, lần này phải cố gắng biến thành Venom cho các bạn xem. Cái bay. Cái bay răng cưa nguy hiểm, cái bay răng cưa nguy hiểm nào. Ui các bạn ơi, lần này chưa chắc mình đã biến được đâu các bạn ạ. Vì nó có rất nhiều nhưng rất ít cái hạt màu đen ấy. Nó không nhiều cái hạt màu đen để cho mình ăn các bạn ạ. Nếu mà nó có những cái hạt màu đen để cho mình ăn, mình chắc chắn sẽ biến thành Venom các bạn ơi. Lần này các bạn nhìn chưa, mình biến thành con bọ cạp mới này, khổng lồ luôn. Được rồi, chờ thôi các bạn ơi, chờ đến lúc có nhiều hạt đen mình sẽ biến thành Venom các bạn ạ. Hơi đen nha con bẩn đu này. Ôi không về đích được rồi anh em ơi. Hay già, không về đích kiếm kim cương được rồi. Không sao, chúng ta vẫn nhận được kim cương ở đây. Được rồi, nâng cấp tiếp các bạn nữa nào. Nâng cấp tiếp đây này, Venom mới luôn, có lây dao luôn nha. Được rồi, cố lên nào nhân BB ơi, hãy cho các bạn xem mình biến đổi thành Venom đi nào. Né ra. Lần này có khả năng là mình sẽ biến được đây các bạn ạ. Các bạn xem nha. Ăn hết mọi thứ. Đây. Venom. Boom, đây các bạn chưa? Venom cấp 1 này. Đấy à, mình nói rồi. Đây là con Venom cấp 1 các bạn nha. Wow, các bạn nhìn nó thế nào. Còn Venom cấp 2 là nó có hai cái tay nó thò ra cơ các bạn ơi. Ghê lắm. Trời ơi giời. Venom đánh bay Blue về đích luôn. Trời ơi, khét luôn anh em ơi. Hay giờ. Được rồi. Lần này thử bình tĩnh. Lần này cố gắng chiến đấu tiếp anh em ơi. Wow, lần này ngay lúc đầu tiên mình đã biến thành một con bọ này. Ghê à. Lần này không biết có biến thành Venom cấp 2 không anh em nhỉ. Này khó rồi, chưa biến được thành Venom cấp 2 đâu các bạn ạ. Cứ bình tĩnh. Rồi mình sẽ biến được cho các bạn xem nha. Biến được thành con bọ cạp khổng lồ rồi. Úi giời ơi. Wow, ghê à. Đấy, nhân BB đã giữ lời hứa các bạn ạ. Giữ lời hứa là mình sẽ biến được trở thành Venom nếu cái video được nhiều like và nhiều người đăng ký các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Tiếp tục phải biến được thành Venom cấp 2 thì nó mới chất anh em ạ. Nó mới chất chơi người rơi chứ đúng không anh em ơi. Rồi tiếp tục nào, đi biến thành Venom cấp 2 nào. Ui nhiều kim cương, ăn hết kim cương luôn. Có kim cương thì chúng ta mới nâng cấp được anh em ạ. Phải có kim cương nha. Ôi, lần này không biết có biến được thành Venom không đây. Trên đường đi ít cái viên màu đen quá, không biến được. Ơi trời ơi, hơi đen cho nhân BB các bạn ơi. Con bọ cạp khổng lồ này cho Blue bay 1000 km, không biết nó có bay về đích được hay không nữa. Chắc là không bay về đích rồi các bạn ạ. Vì con bọ cạp này yếu lắm, chúng ta phải biến thành con Venom cơ. Venom cấp 2 cơ thì nó phải ngầu được các bạn ạ. Nó phải chất chơi người rơi này, nó phải khét nâng cấp lên nào. Rồi ok, chúng ta tiếp tục chiến đấu tiếp nào. Tên. Ui giời ơi, khả năng lần này mình sẽ biến được thành Venom cấp 2.
Mình đoán vậy thôi các bạn ơi. Còn Velom cấp 1 thì chắc chắn mình sẽ biến được rồi các bạn ạ. Ui, thôi. Trời ơi. Ồ, Velom cấp 2 này. Wow, mình đã biến được thành Velom cấp 2 rồi. Ồ, các bạn nhìn thấy chưa? Ngầu lòi luôn. Boom, thành công nha các bạn nha. Mình đã hứa với các bạn rồi, mình sẽ biến được con Velom lên cấp 2. Đấy, chất luôn đi anh em ơi, ngầu luôn chứ còn gì nữa, khét luôn đi chứ lê. Các bạn thấy thế nào? Velom cấp 2 nhìn có chất không? Ui, còn Velom cấp 3 nữa cơ các bạn ạ, à, nó còn ngầu hơn rất là nhiều ấy các bạn ơi. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy ấn like, đăng ký kênh nha, theo dõi kênh Nhân Mimi đấy. Để khi nào mình có dịp mình chơi, mình nâng cấp lên Velom cấp 3 cho các bạn xem nha. Wow, hay chưa? Let's go, let's go, let's go. Tấn công con Blue này. Pew, boom, Blue bay 1000 km đi, về đi. Blue bay hơi xa nha anh em nha. Tiếp tục nào, không biết hôm nay có thể biến được mấy lần thành con Velom đây các bạn ơi. Không biết hôm nay mình biến được mấy lần thành Velom nha. Chúng ta cùng nhau xem nha. Ok ok ok. Nào let's go let's go. Tiếp tục đi thôi. Đi thôi nào, đi thôi nào, đi nào. Velom. Ô creo. Creo nó chắc bắt đầu. Ôi trời ơi, cái bay. Wow, trời ơi. Nhiều cái bay của các bạn ơi, cái bay này nó. Mình đi đâu là mình bị ăn vào cái bay đây. Ôi không. Trời ơi, mình bữa nay mình chơi hơi ngu anh em ơi. Thế là con của mình nó bé tí các bạn ạ. Chưa biến được thành Venom được rồi. Trời ơi, ngu quá. Bạn đấy mình chơi hơi ngu, mảng nhìn linh tinh ấy các bạn ơi, nên là được ít kim cương quá. Rồi, nâng cấp thế nào? Nâng cấp thế nào? Bỏ qua cái chỗ này đi, nâng cấp tiếp. Đó, ok ok, đi thôi đi thôi. À, các bạn thấy chưa? Ngầu chưa? Ván này mình sẽ biến được thành Venom cấp 2 các bạn nha. Mọi người nhớ like ủng hộ mình đấy. À, mình nhìn thấy có nhiều cái màu đen đen này là mình biến được các bạn ơi. Ui ôi cái bệnh. À, trời ơi. Rồi vẫn biến được Venom cấp 2. Yeah, đẳng cấp thật sự đấy. Vẫn biến được Venom cấp 2. Bây giờ mình đang trong quá trình nâng cấp lên con Venom cấp 3 này các bạn nha, là mình sẽ phá đảo trò chơi này rồi các bạn ạ. À, các bạn đã phá đảo trò chơi này chưa? Đấy. Bạn nào thích cái trò chơi này nhớ ấn like và bình luận bên dưới cho Nhân Mimi biết nha. Mình sẽ đọc tất cả bình luận các bạn và trả lời các bạn ạ. À, lần này mình sẽ đổi cái màu đi các bạn ơi. Đổi màu đi. Đấy. À, đổi sang Venom sang màu hồng đi. Lần này Venom của mình sẽ biến thành màu hồng các bạn nha. Nhìn chất luôn, con ký sinh trùng của mình là màu hồng luôn này. Ồ, các bạn thấy thế nào? Quên mất nói mình không đổi trước đi, mình có rất nhiều màu sắc luôn. Đấy, đấy. Biến thành màu hồng luôn nha các bạn nhá. Không biết có biến thành Venom không, chắc không biến được. Nhưng mà cái con ký sinh trùng màu hồng này nhìn cũng đẹp đấy chứ các anh em nhỉ. Ui, bọ cạp hồng này. Trời ơi, bọ cạp màu hồng, ngông nói, ngông nói. Ghê 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 ghê. Piu piu. Wow, bọ cạp này màu hồng mạnh dữ các bạn ơi. Đeo trang phục và mạnh dữ, nó đánh con Blue bay với tên đích luôn. Ảo thế nhỉ. Quá ghê gớm, quá ghê gớm. Tiếp tục nâng cấp cái túi tiền này lên cho mình được nhiều tiền các bạn ơi. Dễ quá, game dễ quá các bạn ơi. Bây giờ nó chỉ cần thử thách chúng ta là nâng cấp tạo ra con Venom cuối cùng nữa thôi. Đây, là mình phá đảo trò chơi này rồi. Ghê ợt, rễ ợt. Chắc là tất cả các bạn. Ui, vừa nói rễ xong, tí nữa thì bị trừ 8. Venom màu hồng đẹp trai. Màu hồng nam tính này các bạn ơi. Trời ơi, Venom màu hồng nam tính đấy. Yeah. Boom, bay về tới chỗ kim cương này luôn. Rồi các bạn gặp Venom màu hồng nam tính, các bạn hơi bị phê luôn đấy. Ảo thế nhỉ, ảo thật sự luôn đấy. Tiếp tục nào, chiến thêm mấy ván nữa nào anh em ơi. Nào, à lần này, à thôi, tí nữa mình sẽ đổi màu á, không dùng màu hồng nữa. Màu hồng nhìn nó nam tính quá mà anh em ơi. Chết rồi, mình bị chửi rồi. Lần này có biến được thành Venom cấp 2 không? Lần này có biến được thành Venom cấp 2 không này? Mình không biết nữa, các bạn hãy ấn like ủng hộ mình nhé. Rồi, ui, lần này chỉ biến được thành con bọ cạp thôi các bạn ạ. Venom cấp 2 không biến được. Khó lắm, Venom cấp 2 thỉnh thoảng mới biến được thành thôi, chứ không phải là ván nào cũng biến được thành Venom cấp 2 đâu. Khó phết đấy. Pew, boom, Blue bay xa 1000 km. Hello, goodbye Blue.
Bố bạn hơi đen blue suốt ngày. Trong một chỗ này blue suốt ngày bị ký sinh trùng blue tấn công các bạn ơi. Khổ thân thật đấy. Khổ thân blue lắm các bạn ạ. Đã, tiếp tục nâng cấp tiếp. À đây, đổi màu. Chúng ta sẽ đổi sang màu màu đỏ hay màu xanh. À màu xanh ra trời nha các bạn nha. Cho nó ngầu luôn. Cho nó giống wow, nó giống kiểu như con quái vật dưới biển ấy các bạn ạ. Ôi, nhìn nó giống cái con quái vật dưới đại dương ấy các bạn ơi. Bọ cạp xanh, bọ cạp xanh. Chất luôn anh em thấy thế nào, đẹp không? Quá đẹp luôn, Venom luôn à anh em ơi. Biến thành Venom luôn này, Venom cấp 2 luôn này. Wow, bị thật sự luôn các bạn ơi. Venom cấp 2 luôn, ngầu chưa anh em ơi. Wow, đẳng cấp là đây, đẳng cấp nhân BB đấy các bạn ạ. Quá hay luôn. Hay thế nhỉ, mình chơi giỏi quá các bạn ơi. Ok. Ok, anh nhân BB xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Nếu các bạn thích hãy ấn like, đăng ký kênh để theo dõi anh nhân BB nhé. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Ok.